là Lotte Cinema đã cho chúng ta một địa điểm tổ chức FC. Có chuyện gì không em? Chúng ta sẽ có một đầu tiên là mình phải cảm ơn Lotte Cinema vì đã cho mình một cái địa điểm để mình tổ chức FC fan meeting và coi phim ngày hôm nay. Thứ hai mình cảm ơn Grab, những anh chị Grab đã rất là dễ thương đưa các bạn từ hôm qua tới hôm nay luôn, đúng không? Dạ. Okay, anh cũng không ngờ lại có một ngày mà mình lại có một cái hình thức rất là vừa vui mà vậy vừa tiết kiệm mà lại vừa rất là hợp thời mà còn lại rất là thông minh nữa để mình di chuyển với nhau. Tại vì lúc đầu bên anh cũng rất là lo lắng, không biết là các bạn sẽ di chuyển bằng cái gì, bởi vì là nhiều bạn còn đi học quá rồi rất là nhiều. Thank you, xin giới thiệu các bạn Matcha Latte của Chamichi. Ngọt quá. Tại vì anh đang đúng rồi, anh đang kiêng đường, kiêng tinh bột để ốm. Thấy mặt đỡ nặng. Đâu có mặt đó. Nghe được rồi. Bởi vì là như vậy thôi, nhưng mà lên hình các bạn thấy là mặt lên 5kg nữa, cho nên là cần phải là ghi đây luôn đúng không? Xin lỗi, phải nói lại một vài câu. Ok, hôm nay cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bữa nay nếu mà có ai mà đăng hình hoạt động của mình ở trên Facebook thì xin các bạn hãy tag hoặc là check in hoặc là cảm ơn những người, những đơn vị, những thương hiệu đã hỗ trợ cho fan meeting lần này của mình. Rất là biết ơn họ các bạn ạ, bởi vì là nhờ có họ mà cái fan meeting chúng ta được chuyên nghiệp hơn, được đầy đủ hơn, được gọi là gì ta, hoành tráng hơn. Đầu tiên là mình xin cảm ơn Lotte Cinema, thứ nhất là đã hỗ trợ một cái địa điểm ở Canterville rất là đẹp để mà mình được làm cái fan meeting. Hôm nay các bạn còn được đi đâu nữa, đi coi phim, một bộ phim của Lotte Cinema. Cái thứ hai nữa các bạn cảm ơn Chamichi vì đã tặng trời ơi dễ thương quá. Cảm ơn Chamichi vì đã tài trợ những ly nước rất là ngon cho mình đang cầm trên tay để uống. Khuyến khích các bạn nào một tí đến check in thì hãy check in cùng với ly Chamichi bên cạnh nha. Và cái đơn vị thứ ba mà mình muốn cảm ơn nữa, các bạn hãy cảm ơn là một tí nữa là mình ra ngoài mình chụp hình với cái người đã chở các bạn, hoặc là chúng ta tập một tấm tập thể với nhau với các anh. Đúng rồi, vậy thì lấy cái tấm hình đó và chụp hình lên và cảm ơn Grab vì chính Grab đã hỗ trợ cho Thanh Duy về đi lại cho các bạn, bởi vì là Thanh Duy rất là lo là không biết là mọi người sẽ đi lại bằng cách nào, thì rất là may Grab đã nhảy vào ở những giây phút cuối cùng để hỗ trợ chúng ta ở cái khoảng là di chuyển với nhau, đúng không? Và chúng ta hãy vỗ tay là to để cảm ơn tất cả những nhà hỗ trợ. Ok, và đây là hoạt động cuối cùng của Five Vacation ngày hôm nay, để dành để mình tâm sự và mình chia sẻ, cũng như là anh sẽ về trả lời những câu hỏi của các bạn. Ủa, ở đây có ai vừa mới thi xong không? Em. Thi tốt hả? Đề khó mà, nên đây đề khó mà đúng không? Thì đang mới thi xong. Có hay ai mới thi xong chung? Giờ tay cao rồi đi. Khi nào mới có điểm? Có rồi. Có rồi. Đâu không? Đâu tay chưa gì? Vỗ tay cho bạn rồi. Không nghe em nó. Thi học kỳ hả? Em đã học chuyện gì? Đậu chưa? Dạ, mới điểm sàn. Đúng không? Chúc em thành và may mắn nha. Dạ. Ok, vỗ tay cho bạn nha. Còn bạn nào thi đi học nữa? Em đã ra trường nhà đi làm. Dạ, dạ, ok. Hai năm. Như nãy cái phim nãy mình coi á, quan trọng nhất không phải là mình vào đại học nào, hay là mình vào đại học cũng là một cái cách để mà mình mở đầu cho tương lai của mình, nhưng mà cũng còn rất là nhiều cách để chúng ta theo đuổi ước mơ và chúng ta thành công, không chỉ cần phải vô đại học, nhưng mà vô đại học cũng là một trong những cách gọi là anh nghĩ
nó là cách an toàn để mà mình có được một cái kiến vốn kiến thức. Tại vì học các bạn hãy nghĩ là học đại học hay là học thêm thôi, chỉ là mình có thêm kiến thức để mà mình sống trong giống như anh vậy thôi. Học sư phạm mà ra làm ca sĩ. À, nhưng mà anh vẫn có những cái chuyên môn riêng và vẫn cái vốn tiếng Anh mà anh học ở giờ này đại học vẫn dùng được ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Cho nên là học là một cái quá trình mà không chỉ phải đến trường mà chúng ta học ở rất là nhiều nơi nữa, từ những người bạn của mình, những người lớn hơn mình, những người anh chị của mình, và rất hay cũng có thể là người thầy của mình ở trong cuộc đời này hết. Ok. Ok, bây giờ anh sẽ hỏi một vài ý kiến của các bạn. Ai có ý kiến thì giơ tay lên nha. Cho anh được biết là cảm nhận của mọi người về Five Meeting và Five Vacation năm nay. Bạn nào chia sẻ sẽ được nhận một sticker chẳng hạn. Các bạn nhắc lại nha, các bạn hãy cho chị biết suy nghĩ các bạn về Five Meeting ngày hôm nay nha. Để năm sau mình làm nữa, hoặc là không muốn thì không làm thôi. Nhưng cứ tưởng chúng ta thì các bạn có suy nghĩ như thế nào, với lại fan ghi là phải năng động lên, phải năng động, phải vui vẻ, phải nói, phải dám thể hiện lên cái những gì mà mình đang nghĩ, phải dám nói, phải nhiệt huyết lên. Tại vì là mình không có, mình sẽ rất là ít có cơ hội để mà cùng ăn ngồi trong một không gian như thế này, với những cái điểm đồng có khách hàng. Cái này chị thấy là tới đây ngồi ngắm là đủ rồi, không cần nói. Được giảm cân rồi. Anh phải giảm cân vì muốn đẹp phải giảm cân. Đẹp rồi, không xả luôn đâu. Ốm nhưng mà vẫn có cơ. Thầy cháu muối. Ơi, chắc anh rồi lại yêu, chắc anh. Rồi bạn nào sẽ còn không mời em. Em ngồi đây luôn hả? Chưa nói là không. Theo em tham gia fan meeting và Five Vacation mấy hôm nay thì em cảm thấy giống như là em cảm thấy vui vì mọi người ở cùng với nhau, hai người có cười đúng không? Mọi người ở chung với nhau thì chung một phòng như đó thì ngẫu nhiên là cái phòng nhỏ xíu nãy hả? Dạ. Dạ không, mà ba phòng. À, nhưng mà phòng em là đông nhất. À, okay. Phòng em tính tưởng xong rồi. Như đây mở căn phòng nhỏ xíu nãy thì tội nghiệp quá. À, một giường thì hai người. Em trong fan club nữ sướng. Trong XC mình thì có những người thích và không thích nhau. Nhưng mà khi mà có cái tổ chức ra cái này rồi á thì em tham gia xong em cảm thấy là không còn cái cảm giác mà không thích nữa. Em cảm thấy ấm áp lắm, em thấy vui khi mà ở trong phòng ai cũng nói chuyện với nhau, cũng cười giỡn với nhau. Rồi fan meeting hôm qua thì tức là nó hơi ngắn, hơi nhanh, nhưng mà 3 tiếng mà chơi nhanh nữa. Mọi người nó là hơi ngắn, giống như là không có thời gian để mọi người bày tỏ cảm xúc với nhau á anh. Cái tốt hơi nhanh ấy. Thì mọi người giống như là cả một thêm, năm thêm, bây giờ năm sau mình thêm vô cái phần Q&A. Năm tiếp lần tiếp theo mình sẽ thêm vô phần Q&A để mình được hỏi, mình giao lưu nhiều hơn. Dạ, ok. Mọi người gặp nhau rồi giống như là cả một năm vậy đó, có bạn đi học đi làm rồi lâu ơi là lâu mới gặp nhau vậy đó. Thì lúc đó cảm xúc nhiều lắm. Em thấy cái mấy ngày hôm nay em đi, em thấy rất là tổ chức như vậy đó là có ích cho mọi người luôn, gắn kết mọi người lại với nhau. Thì cả những người mà có thể không thích nhau bây giờ cũng có thể là đã không có còn ghét nhau nữa. Dạ thật sự. Em cảm ơn. Anh nghĩ câu trả lời đơn giản nhất thôi, câu trả lời rất là đơn giản. Tại sao lại như vậy? Bởi vì các bạn có cùng một tình yêu. Và có cùng một tình yêu như vậy thì rất là dễ để mà chúng ta bỏ qua những chuyện không vui và chúng ta mãi mãi một tình yêu dành cho một người thôi.
Ok, cảm ơn em Ngọc đúng không? Ok. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Rồi mời cô gái may mắn nhất ngày hôm qua. Có một câu hỏi này mà em muốn hỏi anh từ lúc mà em giống như là có hỏi gì liên quan tới đời sống cá nhân không? Không. Có gì liên quan tới privacy của anh không? Hả? Privacy là sự riêng tư. Dạ không. Dạ hỏi đi. Là ví dụ như đối với nghệ sĩ thì tất nhiên là phải sẽ có scandal không lớn thì cũng nhỏ. Ví dụ như không biết cái tâm trạng của anh khi mà họ mắc một cái scandal nào đó nhỏ thôi thì sẽ như thế nào. Nhưng mà đối với fan tụi em á là giống như là nó còn khó chịu, chứ là nó khó chịu còn hơn là cái sự khó khăn của mình nữa. Thì em muốn hỏi anh là đối với những cái lần mà sẽ xảy ra scandal như vậy thì anh muốn fan của anh á sẽ thể hiện như thế nào? Anh là dễ điên chưa? Ok, câu hỏi hay quá. Để phải suy nghĩ trả lời sao. Thứ nhất, để giải thích thì scandal sẽ có hai dạng scandal. Một là scandal mình tự tạo ra để mình dùng cái scandal đó để mình phục vụ cho một mục đích nào đó của mình, đúng không? Hai là những dạng scandal mình không tự tạo ra và nó tự tới với mình. Lúc đó là mình sẽ rơi vào trạng thái là bị động và trạng thái mình không biết phải làm gì. Đó là ở mặt của nghệ sĩ. Còn ở mặt của các bạn thì mỗi lần có scandal như vậy thì xin các bạn hãy bình tĩnh là điều đầu tiên. Bởi vì khi anh không có phản ứng gì hết có nghĩa là anh cũng đang rất bình tĩnh. Cái gì vậy bà? Bà chuẩn bị bẻ cổ. Rồi sau đó bẻ cổ người ta xong rồi cái đi mang tiếng fan thanh duy đi bẻ cổ rồi cái lúc đó cái tôi bị mang tiếng hả? Tức là em muốn giang hồ bẻ. Chị ấy tự bẻ luôn anh. Tự bẻ luôn. Nhưng mà chưa chưa. Nói ra thì không phải là anh đang kiểu bị sớt hay là bị kiểu như là đang xây dựng hình ảnh mình đồ người thánh thiện đồ. Không phải, anh học người là người thánh thiện. Nhưng mà anh hôm qua cái câu hỏi là phim gì là gần đây nhất anh vừa mới coi đúng không? Là nhưng mà bây giờ là tối qua đã có một bộ phim mới anh coi rất là thích. Hay là phim cung gì quên gì. Bậy bạ, phim nó dở lắm. Cái gì Diêm, Diêm Hy cung lược sao đi mạng đâu. Cái gì vậy? Mới cung lược của sao đi mạng đâu. Mới toàn luôn hay lắm. Cái gì mà còn bị sức nữa. Người ta nói là trong đó có một câu rất là hay. Nói là chưa chắc gặp phúc mà là họa, mà chưa chắc gặp họa thì lại là phúc. Ủa? Không phải. Đúng rồi đó. Bậy bạ, không phải. Trong phúc thì có họa, mà trong họa thì có phúc. Thấy không? Là ý nghe cũng đồng nghĩa mà. Em nói đồng nghĩa đâu mà. Nãy anh nói hai cái đồng nghĩa mà. Ồ vậy hả? Ok, đây lại là vậy. Với anh thì mỗi những cái điều đó tới chưa chắc scandal tới hay gì đó chưa chắc nó là điều xấu. Và đôi khi là nó tới như vậy mình lại nhận ra được cái điều gì đó cho bản thân mình. Và mình sẽ tự có cái cách để mà mình giải quyết nó. Riêng với bản thân các bạn nếu mà gặp khó quá tại vì không phải là ở vị trí các bạn nên không biết sao. Anh cứ giải thích là của anh luôn tức chứ. Xin lỗi. Không tập với bản thân. Hãy bảo vệ anh một cách ôn hòa. Please. Em sẽ bảo vệ anh. Một cách ôn hòa.
một cách ôn hòa và đừng cố gắng cãi lại với ai hết, bởi vì cãi thì cũng biết cãi thì sao, càng cãi là cái việc càng lớn. Nói nhiều cái quá nhiều lời mình khuyến anh em, mấy em hãy nhớ một điều là những người mà dễ nổi giận và những người mà dễ buông ra những lời làm tổn thương người khác thì những người đó là những người bị tổn thương đầu tiên. Tại vì khi mà họ nói ra những điều đó, từ miệng họ nói ra, đầu tiên họ cảm thấy dơ miệng mình trước. Mình nếu mà mình chịu mình bỏ ngoài tai những cái chuyện đó, mình sẽ không bị dơ, mình vẫn sẽ thanh cao, thanh khiết như hoa sen vậy. Nên là quan điểm của anh là trước tới giờ khi gặp scandal, anh đều tất cả trước giờ đều là một là sự vô nếu mà những scandal đó từ lỗi của anh, sự vô tình hay là sự vô ý hay sự vô tư của anh làm cho chuyện xảy ra và scandal như vậy, anh sẽ lên tiếng và nhận lỗi, anh sẽ xin lỗi. Và khi mà anh đã lên tiếng nhận lỗi xin lỗi rồi, tất nhiên sẽ có những thành phần anti fan sẽ vào để mà chửi hay là như thế nào đó, thì kệ, các bạn hãy kệ đi, tại những người đó vô là anh sẽ block rồi. nên là các bạn cứ kệ đi. Còn ở những nơi khác, nếu mà các bạn lỡ có thấy á, nếu ở những nơi khác mà các bạn lỡ có thấy á thì thôi cũng kệ luôn, tại vì á là mình đâu có thể nào quản được hết tất cả những cái miệng, đúng không? Mà mình cãi vô một người này, cãi vô người kia, lại cãi vô tiếp nữa. Như vậy chúng ta hãy xây dựng một cái cộng đồng fan văn minh và bảo vệ Thanh Duy một cách là ôn hòa. Khi một người chửi Thanh Duy thì các bạn hãy viết những bài viết khen Thanh Duy. Không comment vào câu hỏi làm gì, tại vì chắc chắn họ sẽ không đọc hoặc các bạn họ sẽ block các bạn. Khi một người chửi Thanh Duy, 10 người các bạn hãy viết những bài viết khen Thanh Duy. Dập lại bằng cách đó sẽ thông minh hơn và hiệu quả hơn. Dạ. Đồng ý không ạ? Ok. Anh ơi, ra là em sẽ làm gì luôn? Ví dụ một người chửi anh gì? Em bây giờ em viết vào Facebook lên. Thì phụ phiếu của em ấy. Người phụ phiếu của em ấy, em cứ nói là gì? Thành gì của tao nhá. Thế tao thế này này, thế kia này, thế kia nọ này. Thì lại hơi phũ thật nhưng mà thấy anh ấy có rất là dễ thương. Quá gì nhỉ? Rồi ok. Nghe mấy bạn nói anh nói chuyện anh đừng có sờ người anh. Bớt va chạm cơ thể. Sờ chỗ đó là còn mừng. Chỗ khác là sợ mũi. Thế mày, mày hỏi gì nữa không ạ? Anh sẽ phải đi lúc. Mạnh dạn lên mọi người ơi. Anh sẽ phải đi lúc 6 giờ kém nên mọi người tranh thủ. Em cái gì 15 phút nữa hả? Nói đi mọi người cứ nói. Tại vì cái cao rồi mọi người phải cho nó kéo lên. Rồi ok, em nói luôn đi, em nói luôn đi. Dạ, em giới thiệu em đi. Em tên Xuân Tùy. Ừ. Em tên Nhà Ma. Em đại diện cho gia lên chào trân trọng nhất. Chúc anh luôn luôn thành công. Cảm ơn mấy anh chị trong công ty đã hỗ trợ cho em cái chuyến đi này. Đây cũng là lần đầu tiên mà lần đầu tiên được lên thành phố hả? Lần đầu tiên là được gặp mọi người, gặp anh. Cho em nói xíu được mà em nói. Khoan. Nói này. Nói lên Sài Gòn để tham dự Fire Vacation là chưa tìm được phòng trọ, lên đi học chưa tìm được phòng trọ. Đã đi Fire Vacation. Là em lên đây đi học hả? Là chưa tìm phòng trọ là sao? Là chưa tìm phòng trọ là sao? Các bạn ở Sài Gòn hỗ trợ bạn tiền về việc tìm phòng trọ đi. Mình sẽ nói chuyện với nhau sau ở cái vấn đề này nha. Và hy vọng là mọi người sẽ hỗ trợ những người bạn club FC của mình khi mà lên Sài Gòn học thì tìm phòng trọ. Hôm nay có ký túc xá. Nhà anh còn cái phòng còn cái phòng trống rồi đựng quà rồi. Hả? Mời em. À khoan,
vỗ tay cho ekip Quark Entertainment đã tổ chức ra cái buổi này. Cảm ơn em mọi người đã cảm ơn. Em ở đâu rồi? Nó vui lắm anh ơi. Nó bị cay thiến rồi, nó nói chuyện anh ơi. Nó có nói gì em nghe. Cà Mau luôn hả? Sao bây giờ em tao là người thân ngon. Em nói là em sẽ cảm ơn chúng với nó. Chết tiền. Em không quen đó. Dạ, đây là của em lần đầu tiên. Em đi cũng biết rất là nhiều người. Ai cũng biết anh hết. Ừ. Ở chung một phòng. Ồ. Nó nhất ở nhà em. Ủa, còn ai cảm ơn mà em. Tiếp em ơi, tiếp. Có rất là nó nhất. Mà em có em thích là nó nhất. Nó đầu hộp nhưng mà nó thích lên là bố mới chơi tụi em. Rồi, tiếp. Từ từ thôi, từ từ thôi. Mỗi lần em lên tầng 4. Có, ở trên tầng 1 hết lên tầng 4 chơi chung. À mỗi lần em lên tầng 4 em thử một lần. Đây là kiểu. Rồi, cuối cùng là em muốn nói gì? Mình cho mình gói gọn gọn đi rồi gian. Mỗi lần em làm tối chung một phần nhỏ còn lại là em không nhiều lần. Chúng ta thấy đó là một tờ giấy trắng.
và khi chúng ta làm rơi một bài giọt mực lên tờ giấy trắng đó, điều các bạn thấy là gì? Chúng ta chỉ nhìn thấy giọt mực thôi thì chúng ta sẽ quên đi hết những tờ giấy đó tình trắng như thế nào, đúng không? Ai cũng sẽ là những người có lỗi hay là những người sẽ có những người không hoàn hảo. Nhưng mà chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào cái điều không hoàn hảo đó, chúng ta sẽ quên đi mất những cái điều tuyệt vời của chính con người đó, của tờ giấy trắng đó. Đó là cái điều mà anh muốn các bạn cũng hãy nhìn như vậy. Bản thân anh cũng vậy, anh không phải là một người hoàn hảo, anh đều có những cái khiếm khuyết của bản thân mình. Nhưng mà chính các em đã nhìn ra thấy những cái điều mà trắng tinh, trắng trong và trắng tươi của anh. Cho nên các em mới thương anh, đúng không? Thì chúng ta hãy dùng cái điều đó để áp dụng luôn cả những người ở xung quanh mình. Vì rồi sống mà mình cứ so đo, mình tính toán, mình cứ phân bì thì mình sẽ không còn vui nữa, bản thân mình sẽ không còn vui nữa. Không phải là anh đang dạy các bạn làm hoa hậu, nhưng mà anh đang muốn các bạn sống như thế nào mà để cho mình cảm thấy vui và hạnh phúc. Vui và hạnh phúc khi mình được làm điều mình thích, mình được gặp người mình thương, và mình nhìn thấy những điều tốt đẹp từ những người khác. Nó sẽ làm cho mình hạnh phúc hơn là mình cứ nhìn thấy cái này chưa được, cái kia chưa tốt. Tất nhiên mình cần phải nhìn những cái đó để mình phát triển hơn, để mình làm hoàn hảo hơn. Nhưng khi mà mọi chuyện đã diễn ra rồi, và như thế nào đó thì mình vẫn cứ... Mình nói gì quên tiền. Như vừa chia sẻ, câu hỏi tiếp theo đi. Nhưng mà em hiểu ý anh nói mà đúng không? Các bạn hiểu ý anh nói là gì không ạ? Hiểu. Là gì? Là như anh nói lúc nãy. Mời em. Khóa mấy rồi? Các anh 13 khóa. Là nên là khóa 3, 43. Anh là khóa 30, ok. Em học khoa gì vậy? Dạ em học bên khoa khoa học và xã hội nhân văn. Là khoa khoa học nhân văn là... Ủa, bây giờ có khoa đó hả? Bây giờ có thêm khoa học xã hội nhân văn. Là chung với khoa sư phạm với khoa... Em học một phần của khoa sư phạm. Nhưng tắt từ khoa sư phạm. À, tắt từ khoa sư phạm ra, ok. Ủa em khoan, em hỏi cái giường bàn ở chỗ trường mình còn cái giường mà đi học sử cô quy luôn, dây cảm xúc nó dài mất luôn đó, vẫn còn đó. Chỗ đó hồi xưa mấy người treo cổ lắm. Cái buồn cái khoa này với cái nhà xe ở C một đúng rồi mấy em, trời thiệt luôn. Thề luôn, tự nhiên một buổi sáng đi học có thấy bu đen bu đỏ là có người thắt cổ trong trong nhà xe. Xin mời em tiếp tục. Dạ là nói chung là em muốn cảm ơn anh là tại vì một năm qua khi mà em gia nhập FC thì em là giống như là thay đổi hoàn toàn luôn. Gì hả? Tại vì như là em sinh ra thì không có may mắn là em bị dị tật. Chị Như Quỳnh á? Dạ. Chị Quỳnh. Chị Quỳnh có thể chị học em rất là dài. Nhưng mà em lại thì em là chị Quỳnh đó là thân thiện. Nhưng cháu được cầu nói thì em đặt cộng lực để đi đi mà chị Quỳnh em bắt nhiều lần lên là đi. Lúc này có nhà định nhà chị tặng quà cho anh. Nhưng mà chị nói là em cứ... Tặng là tự tặng nên không tặng giùm, đúng không? Dạ. Em đi tour đó, lần đầu tiên em đi là em dầm mưa 3 tiếng đồng hồ đợi anh.
số gì vậy? Từ Cần Thơ à. 3 tiếng. Bình thường thì đợi anh 3-4 tiếng mà. À. Nhưng mà phải đợi từ giờ đó đúng không thì mới có chỗ ngồi đẹp đúng không? Còn giờ đi tới đúng giờ thì sẽ không bao giờ có chỗ ngồi đẹp đúng không? Ok. Giống anh hồi xưa đi coi đang trường thôi, có gì đâu. Rồi, tiếp đi, xin lỗi nha. Anh nhớ cái gì sẽ nói ra liền. Chúng ta quên, tiếp đi. Chỉ để nói là tôi đã trốn nhà của bạn biết chưa thanh niên. Nhiều cùng tần số hơn nữa, ví dụ như là bản thân anh á, các bạn nghĩ là anh là ca sĩ, anh sẽ chơi với rất là nhiều người nghệ sĩ ở trong giới, nhưng mà thực sự là anh chỉ chơi với những bạn hôm qua đi fan meeting thôi. Hầu còn những người khác là chỉ giữ mối quan hệ là xã giao, là đồng nghiệp thôi chứ không có thân. Nhưng mà qua thời gian anh mới phát hiện ra là anh chơi được với những người mà thậm chí mình nghĩ là chắc không liên quan gì với cuộc đời của nhau cả. Qua Khánh với My thì anh có chơi với một nhóm nữa là nhóm game thủ, chuyên chơi game PC. Các bạn nếu mà coi story của anh thấy có mấy lần anh úp cái tấm hình mà mọi người vô vườn nhà để chơi á, là mọi người vô, trong đó có một bạn bị tật, mà bạn cũng bị tật nữa, bạn cũng bị khuyết tật, trái tim của bạn nằm ở bên ngoài, các bạn biết không? Tức là trái tim của bạn là lòi ra bên ngoài thế này, và cái xương lồng ngực nó bao lấy trái tim đó, cho nên là khi mà bạn nhỏ xíu và bạn thấp cái bạn đứng tới đây, anh đứng đây thôi, mà em biết không, lúc nào cũng đúng giờ. Ví dụ như là hẹn qua nhà Khánh chơi ăn tối, là hẹn qua nhà Khánh khoảng 7 giờ, là 7 giờ đúng có mặt. Hẹn qua nhà anh chơi là đúng giờ có mặt. Và nhà bạn rất là xa, nhà bạn ở tuốt ở Cát Lái, mà nhà Khánh thì xa, rất là xa. Nếu mà từ chỗ đó là qua nhà Khánh là phải đi khoảng tầm 1 tiếng. Nhưng mà là tự nha, người ta khuyết tật nhưng mà người ta tự vào Sài Gòn, người ta tự sinh sống, người ta tự chơi game để kiếm tiền, người ta tự làm tất cả mọi thứ, dù tới giờ đó đi rồi tự biết bút xe, tự biết gọi Grab để đi tới điểm hẹn. Tới điểm hẹn ngồi chơi vui vẻ với mọi người, và tất cả mọi người cũng không xem bạn đó là người khuyết tật nữa. Thậm chí anh rất là thích cái bạn đó, lúc nào ngồi nói chuyện, ngồi coi phim chung, hay là ngồi ăn uống với nhau chung á, là anh cũng hay ngồi kế bạn đó, anh hay chọc bạn đó, anh là rất hay chọc bạn, rất là trêu, kiểu tên từ Hida là kiểu mà bàn tay qua, rồi kiểu như là mình trái cái ranh giới của cái việc là bạn là người khuyết tật. Và với FC của anh cũng muốn như vậy. Nhưng mà chúng ta tất cả mình nhìn anh như vậy nha, vẫn có rất là nhiều khiếm khuyết. Có khiếm khuyết các bạn thấy được, có khiếm khuyết các bạn không thấy được. Ai cũng vậy, ai trong cuộc đời này cũng có khiếm khuyết hết. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là người ta vẫn đang sống, vẫn đang tồn tại, người ta vẫn là người tốt, đang làm việc tốt, thì mình nên trân trọng cái điều đó. No matter how you are,
không quan tâm là bạn bạn như thế nào, bạn có khuyết tật hay không, bạn có là gay hay bạn có là lesbian hay không, rồi bạn bạn là người như thế nào không quan trọng, quan trọng là bạn cư xử như thế nào với cuộc đời này thì bạn sẽ nhận được những cái điều tốt đẹp dựa trên cái cách cư xử của bạn. Cho nên là đừng bị tự ti, nếu mà mình bị cái khiếm khuyết gì đó trong cuộc đời này thì chắc chắn lúc nào cũng sẽ có những người ủng hộ mình và bên cạnh mình giúp mình vượt qua hết những cái đau khổ và sự thử thách trong cuộc đời này em nhé. Trời ơi, thôi câu hỏi đơn giản. Còn em nói gì? Mời em. Dạ. Bây giờ em thật là muốn chia sẻ như thế nào, tại vì giống như bây giờ giống như là đang bị tẩy não luôn. Em ở đâu? Dạ em ở Tiền Giang. À đúng rồi, Tiền Giang đúng rồi, quên rồi sao? Dạ. Bây giờ em muốn xin anh cho em một tấm hình, tại mà tưởng anh rất là lâu nhưng mà chưa bao giờ được tấm hình. Lên đây. Không có đâu luôn á. Nhanh. Cơ hội chỉ với những người mở miệng ra nói. Em đó. Giang ra. Em được ưu tiên không anh? Nóng giùm luôn. Nó mua cái bóc cơ. Cảm ơn em. Rồi. Rất biết tranh thủ. Anh ơi, em xin đô please. Anh ơi, em còn ai muốn nói gì không? Dạ, em không có, tại vì thời gian có hạn như vậy thôi. Nhìn em quen, em có đi thôi, em mấy lần đi hát. Không nghe, anh không nghe. Đến từ Bến Xe Sài Gòn. Bây giờ là kết thúc cần. Nhưng mà em không phải ở Sài Gòn đúng không? Em ở Tiền Giang đúng không? Dạ. Ok. Sắp kết thúc 2 ngày 3 đêm của Five Vacation. Mà đến nay em còn chưa tin được là em có thể là không đi thêm anh diễn, hoặc là xong thi xem anh quay hình mà có thể gặp anh ngoài đời mà không phải trên ánh đèn sân khấu. Mà anh lúc mà anh vô nhà chung á là bất ngờ lắm. Sáng nay á hả? Dạ. Xong rồi cái xong vô đập chiếu phim là không nghĩ là sẽ đi coi phim chung với anh luôn. Giờ đi uống trà sữa. Với ngày hôm qua là lúc mà Van Famitin á, là lúc mà ba anh mà nói là FC mình là phải á, rất là xúc động luôn. Là không chỉ là cảm ơn em rồi, cho bạn chàng phố tay để nhân đây thì xin giới thiệu Trần Ánh, một trong những bạn của hội đồng FC mình từ những ngày đầu. Em đứng dậy đi. Anh nói gì không? Chị Ánh đang đứng rồi đó. Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn? Khi nào cũng có nhớ tới anh.
là vì anh đang ngồi á, ngồi chứ đứng đó ngồi. Anh biết là tại vì anh cũng vậy. Anh rất là mê, hồi xưa anh mê anh đang trường lắm. Anh cũng đi coi anh trường từ hồi mà đi còn đi hát ở các tỉnh. Anh là cũng như em, đi từ rất sớm để chọn, để được chọn cái chỗ ngồi, mình được nhìn gần cái thần tượng của mình nhất. Và thần tượng thì cũng lớn, và đặc biệt fan cũng sẽ lớn. Fan cũng sẽ đi học, đi làm, lập gia đình. Và thậm chí em là chồng chở tới luôn đúng không? Có con chưa? Dạ có. Có rồi luôn. Có lý luôn. Vậy là đi chơi để chồng nhà chị con. Đấy. Đầu tiên phải cảm ơn em nhiều vì theo chồng nhưng không bỏ cuộc chơi. Nhưng mà anh cũng sẽ rất là vui nếu các bạn có theo chồng và bỏ cuộc chơi vẫn sẽ ủng hộ anh. Nhưng mà vẫn ủng hộ anh, vẫn dõi theo anh. Và biết đâu được mai mốt con các bạn lớn lên thì thích anh luôn. Hy vọng vậy, hy vọng sẽ thích anh luôn. Nên là nhiều khi các bạn sẽ ít thấy ánh ở những cái hoạt động chung, nhưng mà ánh luôn là cái người ở phía sau kết nối giữa các bạn fan với những tại vì anh thì nhiều việc á, nên là anh cũng không thể nào lo hết được, thì công ty là người đứng ra đại diện để mà làm việc với ánh, để mà theo sát với các bạn và mọi người. Và qua đó thì anh cũng sẽ hiểu được cái các bạn tâm tư tình cảm là muốn gì, các bạn sẽ mong chờ điều gì ở những cái dịp sắp tới. Thì cảm ơn em nhiều đã ở bên cạnh. Đúng rồi. Cái này là mình đang mình hành động này là mình đang gọi là không phải vỗ tay mà là mình đang tưới hoa cho cái người đó, đúng không? Cho người ta nở hoa đó. Cảm ơn em nhiều nha. Có gì nói không? Không có thì thôi. Em muốn nói là cảm ơn anh đã kết nối từ những con người xa lạ, con quen biết với nhau, mà bây giờ tụi em có thể nói là nó như là một gia đình, như những người chị em cùng với nhau. Thì gì trời. Thì con tụi em giống chị em. Bây giờ em nhớ là chữ lộn không mà biết chữ quen. Từ có thể là từ ghét nhau mà trái thân thân thiết với nhau, okay. Là đó là điều em xem đó là cái điều quý nhất mà phi thường với những cái tình cảm này nó còn quý hơn những cái giá trị. Thậm chí nhiều khi các bạn còn thích đi gặp các bạn khác ở trong FC nhiều hơn cái đi gặp anh nữa. Đúng rồi đó. Đúng không? Chỉ có đi chơi chung với nhau, mình mới đi ăn hàng, mình đi coi phim. Thậm chí là đi chơi chung với nhau không có mặt ông Thanh Duy, mình đi thấy tia trai khác. Đúng không? Không có Thanh Duy thì bắt đầu là có Henry. Mario cái gì đó. Tôi không chấp nhận thể loại mà miệng thì fan Thanh Duy mà avatar thì đăng hình người khác. Em nói đi. Ý kiến cái trò gì mà mọi người không thích, cho mọi người cứ nhìn em mọi người gì kỳ vậy? Chỉ một tình yêu, chỉ một tình yêu, chỉ một Thanh Duy. Cảm thấy tổn thương nhẹ, đúng. Chứ đâu có yêu cầu các bạn phải yêu tôi. Nhưng các bạn nói các bạn yêu tôi rồi, các bạn chỉ phải chứ một mình tôi thôi chứ. Chỉ một tình yêu, chỉ một Thanh Duy. Hả? Đâu, người nổi tiếng. Đâu, đâu. Có nghĩa là được người thứ hai, thứ ba nữa. Anh là người trong tim. Thôi cũng đúng, giống như là chú thích đang trường lâu giờ. Đúng rồi, anh ơi, đừng giỡn nào. Mỹ tăng nữa. Con nuôi luôn. Ủa sao hai người nhìn hai hướng luôn á? Rồi. Nói gì nữa không? Được
đây là fanpage, là fanpage nào đây? Phải Love You là của Mèo đúng không? Cảm ơn em nhiều. Em có ý kiến là từ đó tới giờ anh chưa gặp setting nhân chờ Quyên. Ngộ nghĩnh gì? Lạ lùng gì? Ờ, ngoài điều đó còn muốn nói gì nữa không? Ok, à, nếu mà chúng ta không còn nói gì nữa, mọi người chụp hình một tấm nha. Chúng ta sẽ cùng nhau chụp một tấm ảnh. Anh ơi, cho mọi bạn một tấm đi thôi. Mọi người anh ơi. Thể hiện được anh ơi. Bây giờ rồi. Em xin. Mấy đỏ thể hiện được anh. Chỗ đồng loạt. Rồi ok. Phải nhanh nha. Dạ. Tức là thao tác chuyên nghiệp. Mình sẽ selfie đúng không? Dạ. Rồi vậy thì là one by one các bạn xếp hàng giùm anh từng người và lên đây chụp ảnh với anh nha.